Nói thật, cái chuyên mục này sinh ra là bởi vì mình đã ngán đến tận cổ cái đám không đi đọc truyện nhưng lại cứ đi hóng hớt, lụm lặt phít phủng lung tung để rồi gáy với cào cụng. Đám này thì mình gọi chung là phít tạp, rất hay thò mặt ra khoe sự hiểu biết bằng cách so kèo rồi spam mấy cái đứa mà bọn nó nghĩ là mạnh nhất dựa trên mấy cái thông tin mà bọn nó kiếm được từ các bài viết nào đó, đặc biệt là hoạt động rất mạnh trên các nền tảng mạng như là YouTube khi mà không thể đòi scan để chứng minh những gì mà chúng nó nói, cộng thêm cái trò là cãi chể cãi cối. Thế nên chương mục này được sinh ra là để dìm hàng mấy thứ mà hay bị lôi đi spam kèo, dĩ nhiên là để cho vui thôi, xem như kiểu nó là chuyên mục đối nghịch của mấy bài tổng hợp feed cho các nhân vật đi. Chống chỉ định dùng mấy bài này để hiểu về nhân vật hay là đi khoe với thiên hạ, nhưng mà khuyến khích dùng để chọc cho các đối tượng feed tạt được nêu ra ở đoạn đầu. Kỳ đầu tiên thì sẽ dành cho Mandrake và Superman Thought Robot, hai nhân vật dù xuất hiện từ mười mấy năm trước nhưng bắt đầu bị spam khắp nơi gần đây. Cơ mà trước hết thì hãy nói qua một chút về tiểu sử của hai thằng này trước đã, để mọi người cũng có một cái nhìn đúng đắn về hai đứa này. 1. Tiểu sử. Đầu tiên để nói về hai đứa này thì chúng ta phải nói tới tộc Moderators, một chủng tộc cùng những thực thể bậc cao tồn tại ở New World, một chiều không gian nằm ngoài đa vũ trụ và tiếp giáp với khoảng hư vô Overvoid. Đám Moderators có nhiệm vụ là trông coi và bảo vệ đa vũ trụ, với mỗi Moderators được phân cho một vũ trụ để quản lý. Đám Moderators đều là những thực thể ở tầm cỡ vượt xa những giới hạn thông thường của thực tại, kết nối trực tiếp với năng lượng của The Bleed, mạch nguồn kết nối đa vũ trụ. Chưa kể bọn chúng sở hữu những công nghệ vô cùng hiện đại và siêu việt, vượt ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân. Về nguồn gốc của bọn này thì có tới tận vài cái nguồn gốc khác nhau, nhưng chúng ta sẽ bám vào hai cái nguồn gốc chính, đó là nguồn gốc của nhà văn Grant Morrison dùng trong Final Crisis và Multiversity, và nguồn gốc được Scott Snyder sửa trong mạch sự kiện Metal. Theo nguồn gốc của nhà văn Grant Morrison, khởi nguồn đa vũ trụ DC là The Bleed, một vết bẩn, một khuyết điểm sinh ra trong khoảng không hư vô hoàn hảo của Overvoid. Overvoid là thứ đã quan sát The Bleed nhưng lại bị sốc trước vô vàn sự kiện nối tiếp nhau trong The Bleed, trái ngược hoàn toàn với sự hư không hoàn hảo của Overvoid. Overvoid vì thế mà tạo ra Array of Worlds để bọc lấy The Bleed, ngăn cản sự lan rộng của nó và tạo ra Science Monitor Dax Nuovu để giám sát nó. Nhưng Dax Nuovu đã bị câu chuyện biến đổi, đa vũ trụ tái sinh đã phân lập ông thành các Monitor khác, và từ đó bộ tộc Monitors đã ra đời, tiếp quản trách nhiệm trông coi đa vũ trụ, tự coi mình là những Hyper God thiêng liêng cao quý. Tộc Monitors này tuy trùng tên và có ngoại hình na ná nhưng lại không hề liên quan tới hai lão là Monitor và Anti-Monitor trong sự kiện Crisis on Infinite Earths. Thế nhưng Dax Nuovu lại có một phát hiện động trời. Thực chất các Monitors hoàn toàn không hề là những người bảo vệ cần thiết của đa vũ trụ, mà bọn họ lại chính là những kẻ đang hủy hoại nó. Để tồn tại, các Monitors đã vô thức hấp thụ The Bleed, làm cạn kiệt đa vũ trụ mà không hề hay biết. Những Monitors còn lại đã phủ định nghiên cứu của Dax Nuovu rồi giam cầm ông trong hầm ngục. Tại đây, ông ta đã bị biến đổi thành Mandrake the Dark Monitor, một con ma cà rồng uống máu của đa vũ trụ, bị cơn đói khát The Bleed chiếm hữu và trở thành kẻ thù tối thượng của vạn vật. Vậy còn con robot khổng lồ Superman Thought Robot, nó vốn là sản phẩm của Dax Nuovu khi tiếp cận The Bleed, dựa theo câu chuyện làm ông ta ấn tượng nhất, Superman. Nó được tạo ra từ cùng thứ vật liệu đã chế ra chiếc bình Array of Worlds, bao bọc đa vũ trụ, và được thiết lập để trở thành thứ vũ khí bảo vệ vạn vật vào thời khắc cuối cùng. Trong Final Crisis, khi Mandrake được giải phóng và chuẩn bị đánh chén vạn vật, Quantum Superman của Earth 4 đã biến Superman của New Earth và Ultraman của Anti-Matter Universe thành năng lượng, lợi dụng nguyên tắc đối xứng đồng nhất để kích hoạt Superman Thought Robot. Superman Thought Robot và Mandrake đại chiến. Cuối cùng, Mandrake rơi xuống Overvoid, còn Superman Thought Robot hư hỏng nặng, tự chui xuống mộ nằm. Một nhân vật nữa có thể cũng được xem xét để đối chiếu là Mandrake Day 2 hay là Rox Ogama. Lão này cũng là một Monitor, đã tin theo lý thuyết của Dax Nuovu về việc các Monitors đang bòn rút The Bleed, nhưng mà hắn ta lại chọn chủ động hút Bleed để tăng cường sức mạnh và trở thành tay sai cho Mandrake gốc. Chính hắn đã hãm hại Nix Uotan để loại bỏ chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản Mandrake, và cũng chính hắn ta đã giải phóng cho Mandrake trong Final Crisis. Sau khi Mandrake gốc bị đẩy ngã xuống Overvoid, hắn ta dần biến đổi trở thành Mandrake Day 2, chạy xuống đa vũ trụ định đục nước béo cò, nhưng rồi lại bị Nix Uotan triệu hồi đám siêu anh hùng đến hội đồng chết tươi. Tuy nhiên thì vài năm trước, tình hình cosmology của DC đã thay đổi và lịch sử của chủng tộc Monitors đã được viết lại, và tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Theo hệ thống mới, tộc Monitors không phải được sinh ra từ Overvoid, mà họ là những phần phân tách ra sau khi hồi sinh của thực thể The Monitor Manovu, chính là lão Monitor bảo vệ cho cả đa vũ trụ khi đối đầu với Anti-Monitor
trong sự kiện Crisis on Infinite Earths. Trong trường hợp bạn thấy hơi khó hiểu thì để mình nói rõ hơn một chút. Theo lịch sử mới của DC thì đa vũ trụ được tạo ra bởi thực thể là Perpetua. Bà ta tạo ra ba đứa con, World Forger, trông giữ lò rèn thế giới, có nhiệm vụ tạo ra các vũ trụ mới. Monitor, có nhiệm vụ bảo vệ các vũ trụ vật chất trong đa vũ trụ. Còn Anti-Monitor, cai quản vũ trụ phản vật chất. Những thằng này đều là thực thể ngự trị ở chiều không gian thứ 6, chiều không gian cao cấp nhất của đa vũ trụ. Và về lý thuyết thì bọn này bất tử, nếu chết sẽ lại tái sinh trên chiều không gian thứ 6. Và khi đi xuống đa vũ trụ thì sẽ có các hình thái khác nhau. Đây là cách mà nhà văn Scott Snyder dùng để giải thích cho sự biến đổi về nguồn gốc của các thực thể này. Rằng sau mỗi lần tái sinh và quay lại đa vũ trụ thì họ sẽ lại mang một form khác nhau. Chủng tộc Monitor sinh ra chính là do Monitor Prime, ta tạm gọi là như vậy đã, sau khi bị hy sinh trong sự kiện Crisis on Infinite Earths đã tái sinh, nhưng rồi lại bị chia tách thành các bản thể khác nhau ở mỗi vũ trụ và không có được ký ức đúng về bản chất của mình. Phần còn lại của câu chuyện như là sự tha hóa của Dax Nuvu trở thành Mandrake hay là Superman Thought Robot thì vẫn được giữ nguyên. Ok, thế là các bạn đã hiểu cơ bản về hai nhân vật này rồi. Giờ thì chúng ta sẽ tới với những ngộ nhận của hội phít tạt về hai thanh niên này và xem là nó sai ở những chỗ nào nhé. 1. Hai đứa này mạnh nhất DC, mạnh hơn Presence hay là tác giả? Ừ thì nó đúng theo thiết kế của nhà văn Grant Morrison, tức là hồi mười mấy năm về trước. Thế còn tình hình bây giờ thì sao? Toàn bộ tộc Monitors hùng mạnh sinh ra từ Overvoid giờ chỉ là các mảnh nhỏ được tách ra từ lão The Monitor hàng xịn sau khi tái sinh. Các Monitor Sphere từng nằm trên đỉnh của vạn vật giờ thì cũng nằm dưới cả chiều không gian thứ 6. Tức là theo cái thang phân hạng mới này thì hai thằng khủng nhất của Monitor Sphere như là Superman Thought Robot với Mandrake vẫn đứng dưới đám sinh vật chiều không gian thứ 6 như là bố mẹ con nhà Perpetua. Trong khi đó thì Perpetua cùng với đồng loại chỉ là cu ly cho The Source hay The Presence. Tộc Monitor chỉ là những mảnh phân tách cơ thể từ Monitor gốc, chắc chắn lại càng không thể bằng được hàng chính hãng. Và ba anh em nhà Monitor thì lại mạnh ngang ngửa nhau. Rồi cả ba cộng lại thì vẫn còn yếu hơn cả bà mẹ Perpetua khi mà mụ ta ở đỉnh cao của sức mạnh. Perpetua thì bị con chim ưng của The Source khè cho một phát là mất sạch sức mạnh rồi bị giam cầm vào Source War tới tận mấy tỷ năm. Tới sự kiện Death Metal mới đây thì thò ra phải đánh chầy chật mới có thể thắng nổi được Wonder Woman nhờ vào năng lượng Collective Energy, để rồi lại bị Batman Who Laughs hay là The Darkest Knight gõ chết. Nói chung là có quá nhiều hàng khủng giờ đây đã gia nhập DC rồi, nên theo cái hệ thống mới này thì những đám như là Mandrake với Superman Thought Robot cũng chả có gì là quá đặc sắc. Và ngoài ra thì The Presence là đấng tối cao trong vũ trụ DC, nhưng mà ông không phải là đại diện cho các tác giả như là nhiều người tưởng. Ông ta chỉ đơn giản là đấng tối cao kiến tạo nên Omniverse của DC. Còn hình tượng tác giả thì đã nhiều lần xuất hiện theo các đại diện khác nhau, và chả lần nào trong số đó là hình tượng của The Presence cả. Theo nhà văn Grant Morrison, người tạo ra Mandrake và Superman Thought Robot, thì các tác giả viết truyện tranh chỉ là đại diện cho các Monitors ở Earth 33 để lưu trữ lại những câu chuyện mà thôi. 2. Mandrake ăn hết mọi thứ, thằng nào nó cũng đớp được. Một lần nữa, có thể là nó đúng từ mười mấy năm trước. Hồi ấy, theo concept của nhà văn Grant Morrison, thì vạn vật đều nằm gọn trong The Bleed, và Mandrake là kẻ có thể uống cạn toàn bộ The Bleed, rồi đe dọa đến tất cả mọi thứ từ New World đổ xuống. Còn bây giờ? Không. Trong bộ truyện Unexpected, chúng ta biết được rằng Mandrake vẫn sống nhăn răng sau cú rơi qua Overvoid và nằm bẹp dí dưới Dark Multiverse. Và đoán xem, lão chả đớp được một cái gì trong Dark Multiverse cả. Nói cách khác, lão chỉ có thể ăn được The Bleed của đa vũ trụ, chứ còn đám vật chất tối dưới Dark Multiverse thì chịu chết. Mandrake sống như là một con ma đói dưới đấy, suy yếu tới mức mà bị Barbatos giam lại, chỉ có thể cố vật vờ duy trì tình trạng của bản thân bằng cách dẫn dụ những kẻ nhẹ dạ đi tìm kiếm lão và rồi hút máu bọn nó để tồn tại. Về sau, mãi mới mò lên được thì lại bị Neon dùng Element X trong lò rèn vũ trụ của World Forger biến đổi, khiến cho lão ta chỉ có thể hấp thụ vật chất của Dark Multiverse thay vì ăn Bleed của đa vũ trụ. Rồi Mandrake lại bị sút về Dark Multiverse tiếp. Còn cái câu chuyện về việc Mandrake có thể sực hết The Bleed đấy hả? Darkest Knight với Perpetua đánh nhau không thôi cũng đã làm cho The Bleed cạn kiệt rồi kìa. Bọn nó có cần quan tâm gì đâu. Với quyền năng ở đẳng cấp của tụi nó, Bleed thực sự không phải là vấn đề nữa rồi. 3. Superman Thought Robot có thể chui ra khỏi trang truyện nên là nó bá nhất. Đúng là bạn có thể thấy vụ thò tay khi mà đọc phiên bản truyện tranh ấn bản 3D. Nhưng mà rồi sao? Nhìn lại nhá, Mr. Mixie Peterlick với cả Batmite đánh nhau làm gãy bút chì của tác giả kia. Lord of Chaos Zatanna vò nhò với cả xé nát trang truyện kia.
đám nhân vật có thể phá được bức tường thứ tư thì cũng có thiếu gì đâu. Thậm chí gần đây, Dr. Fate và nhân vật The Flash còn có thể triệu hồi sự giúp đỡ của người đọc để tương tác với kết cấu cuốn truyện, để du hành qua không gian hai chiều đó. Mức độ tương tác còn lớn hơn nhiều. Nếu bạn cho rằng là việc đám kia dù tương tác với người đọc và thế giới bên ngoài, nhưng thực chất vẫn chỉ là trang giấy 2D, còn Superman Thought Robot là thò tay 3D nên nó vẫn đặc biệt hơn. Thế thì nên nhớ rằng, từ hồi những năm 90, Green Lantern cũng có một tập truyện 3D. Khi đó, các câu chuyện diễn ra ở thế giới bên ngoài vẫn vẽ ở dạng 2D thông thường, còn khi du hành vào chiều không gian bên trong trước đèn lồng thì nó được chuyển thành dạng tranh vẽ 3D. Vậy phải chăng, nếu như so sánh thì Kyle Rayner cũng làm được giống chiêu trò như là Superman Thought Robot, và cái không gian trong đèn lồng thì cũng ngang cỡ với cả New World à? Hay là cái trò 4 chiều, hay cái trò gọi là 4D Vision của Superman thì cũng chả có gì đặc biệt để quan sát ở góc độ của một thực thể, trực tiếp chiêm ngưỡng hình thái của The Blade giống như là cách mà đám monitor vẫn quan sát. Nó cũng chỉ là cách mà nhà văn Graham Morrison muốn nhắc nhở người đọc là nên đeo kính 3D để có thể đọc ấn bản đặc biệt và có được trải nghiệm đặc sắc nhất, chứ chả hề liên quan gì đến sức mạnh. Tóm lại, cái trò phá vỡ bức tường thứ tư nó không hề quá sức đặc biệt và cũng không phải là yếu tố khiến cho Superman Thought Robot trở thành bá đạo như là nhiều người lầm tưởng. Thứ tư, Mandrake Day 2 đã giết chết The Presence. Ở cuối Final Crisis, Mandrake Day 2 hay là Ross Ogama đã đi xuống đa vũ trụ, âm mưu đánh chén đốt những gì còn lại sau khi những siêu anh hùng đã đánh bại Darkseid. Hắn đã đánh bại hai thực thể khá mạnh là Spectre và Radiance, là linh hồn đại diện cho sự sống, báo thù và sự khoan dung của Chúa, tức là Presence. Tại đây, Mandrake đã nói: "The dying god left your universe wounded, broken, defenseless and alone in the endless dark." Vị thần hoặc là vị chúa đã hấp hối, bỏ lại vũ trụ của các ngươi, tổn thương, tan nát, không người bảo vệ và đơn độc giữa màn đêm vô tận. Và lập luận rằng, God ở đây tức là Presence, và Mandrake đã đánh bại được Presence, khiến cho ông ta phải hấp hối. Họ lấy lý do là đoạn sau, Mandrake đã gọi Spectre và Radiance là Servant of God, tức là hầu cận của Chúa, để khẳng định hai từ God mà Mandrake nói ra dùng để ám chỉ The Presence. Thế nhưng, cái cụm từ Dying God hay là vị thần hấp hối trong suốt Final Crisis đều là để chỉ Darkseid, kẻ trong hơi thở cuối cùng đã kéo cả đa vũ trụ xuống mồ cùng với hắn. Câu nói của Mandrake thực sự mang ý nghĩa là những gì mà Darkseid đã làm trong sự kiện Final Crisis đã hủy diệt đa vũ trụ và khiến nó yếu ớt hơn bao giờ hết, tạo ra thời cơ tốt nhất cho Mandrake. Đây không phải là lần duy nhất mà nhà văn Graham Morrison cùng việc sử dụng một thuật ngữ trong một trang nhưng lại ám chỉ các đối tượng khác nhau. Ví dụ như là trong bộ truyện Multiversity, ông dùng chữ Monitor trong cùng một trang để chỉ tận 3 nhân vật khác nhau, đó là Overvoid, Monitor gốc trong Crisis on Infinite Earths và Science Monitor Dax Nervu. 5. Vài cái dìm hàng vớ vẩn linh tinh khác. Mandrake đã tấn công Superman Thought Robot bằng sức đóng của 10 tỷ mặt trời và Superman Thought Robot đã bị tổn thương. Để dễ tưởng tượng thì riêng trong thiên hà của chúng ta đã có hơn 100 tỷ ngôi sao, tức là đòn tấn công đó còn chưa bằng 1 phần 10 năng lượng của một thiên hà tạo ra. Mandrake phiên bản đời 2 thì bị giết chết bởi Heat Vision từ các Superman và một đám Green Lantern đang sắp cạn năng lượng. Cụ thể thì đám Green Lantern Corps lúc này đã gần hết 24 tiếng đồng hồ nhưng không được sạc pin. Vậy thì bài học cuối cùng là gì? Hãy tận hưởng một câu chuyện hay thay vì chăm chăm nhắm tới nó để form cho cái nhân vật cái chức là mạnh nhất hay là bá nhất rồi ta đem đi khè. Final Crisis Superman Beyond là một câu chuyện tuyệt vời và hào hùng, là một bản hùng ca đầy cảm xúc và ý tưởng. Việc so sánh các nhân vật cho vui là điều không hề sai, nhưng cũng đừng lên lấy nó để làm trọng tâm, chỉ chăm chăm vào nó mà không biết cách tận hưởng nội dung thực sự của câu chuyện.